ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình Con Biết Tuốt. Vòng này thì sẽ có hai chủ đề. Các bé sẽ lựa chọn xem mình thích chủ đề nào nhất. Và lúc đó bấm nút, ba mẹ sẽ được quyền hội ý cùng với nhau để đưa ra câu trả lời đúng nhất. Đầu tiên sẽ là gia đình Suka và Suri ha. Hai chủ đề dành cho các con đó là chủ đề làm đẹp và chủ đề văn hóa. Giờ bấm nút chọn đi, thích chủ đề nào? Dạ làm đẹp. Bấm nút làm đẹp. Câu hỏi chủ đề làm đẹp: cách tốt nhất để rửa mặt hoặc massage mặt là như thế nào? A. Rửa mặt và chùi ngang. B. Rửa mặt và chùi dọc. C. Rửa mặt và xoa theo hình vòng tròn. D. Rửa mặt tự do miễn sao cho sạch. 10 giây bắt đầu. Trả lời đi. C. Trả lời đi. Tôi chọn câu C. Rửa mặt và xoa theo hình vòng tròn. Nghĩa không phải là cái người rành về chuyện làm đẹp lắm, nhưng mà giờ mình cứ suy diễn đi. Nếu như rửa mặt mà chùi ngang, chùi gì hoài, nhiều khi cái đường nét của chúng ta nó tạt ngang qua hết bên. Còn nếu mà chùi dọc, dày, chùi dày là cái mặt mình nó sệ dài tới đây, còn xoay vòng tròn, mặt tròn đều. Không sao hết. Đó là cái cách mà suy nghĩ một cách rất là tự nhiên. Đáp án C là đáp án chính xác. Chúc mừng. Đáp án này đã giúp cho nhà chúng ta ghi thêm được 10 điểm. Gia đình Susu và Bin, hai chủ đề đó là chủ đề đồ uống và chủ đề địa lý. Các con thích chủ đề nào? Dạ, đồ uống. Vậy thì bấm nút chọn đồ uống. Câu hỏi chủ đề đồ uống: một ly nước ép của loại trái cây nào sau đây cung cấp nhiều vitamin C nhất? A. Dâu tây. B. Cam. C. Cà chua. D. Bưởi. 10 giây bắt đầu. Gia đình mình xin chọn đáp án B. Đáp án B, cam là đáp án chính xác. Chúc mừng. Một ly nước cam có chứa khoảng 124mg vitamin C. Nó cung cấp đủ hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể bạn mỗi ngày. Một ly nước ép cà chua có hơn 120mg vitamin C. Một ly dâu tây có 98mg vitamin C. Một ly nước bưởi cung cấp khoảng 90mg vitamin C. Tính ra bưởi vitamin C cũng không nhiều lắm, đúng không ạ? Nó bự hơn trái cam mà cuối cùng nó chừng khoảng 90mg thôi, trong khi trái cam bay lớn này nè, 124mg rồi. Và câu trả lời đúng này mang về cho nhà mình 10 điểm. Điểm số vẫn đang chênh lệch nhau là 10. Cố gắng lên nữa anh chị nha. Trở lại với Suka và Suri. Hai chủ đề đó là sinh học, giao thông. Nghe các bé nói về những chủ đề này quý vị nha. Tờ xấu của ba con là khi ngủ, ba con ngủ rất nhanh mà ngáy rất là lớn, khò, không có thể ngủ được. Là mẹ bóp mũi ba. Mẹ bóp mũi ba để ba đỡ ngáy. Khi ba dậy, ba nói ai bóp mũi ba đó. Có cái chiêu này hay ha. Ngủ ngáy rồi người nằm kế bên bóp mũi. Các con sẽ chọn chủ đề nào? Dạ, giao thông. Bấm nút. Câu hỏi chủ đề giao thông như sau: đèo ngang đi qua địa phận tỉnh nào của Việt Nam? A. Quảng Ninh. B. Quảng Bình. C. Hà Tĩnh. D. Hà Nam. 10 giây bắt đầu. Đèo ngang. Đèo ngang. Chờ đợi, chờ đợi. Không phải không? Đèo ngang là... Thôi anh chẳng biết. Hết giờ. Dạ, câu trả lời của tôi là Quảng Bình ạ. Đáp án đầu tiên là Quảng Bình. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Nhà mình sẽ đi tiếp hay dừng lại? Dạ, đi tiếp. Đi tiếp. Đi tiếp. Nếu mà đúng thì mình sẽ có thêm 10 điểm. Sai, mình sẽ mất đi 10 điểm mà mình vừa mới có được. Dạ. Đáp án tiếp theo là gì? Hà Tĩnh. Đáp án tiếp theo, Hà Tĩnh. Mình có từng đi qua đèo ngang chưa? Dạ, đã từng đi một lần đi xe lửa. Hà Tĩnh. Đây là câu trả lời
Chính xác, chúc mừng. Yeah. Nhà mình ghi được 20 điểm. Yeah. Gia đình của Susu và Bin. Hai chủ đề đó là phim hoạt hình và âm nhạc. Các con thích chủ đề nào hơn? Dạ âm nhạc. Vậy thì bấm nút chọn chủ đề âm nhạc. Câu hỏi như sau: lời bài hát nào sau đây gợi nhớ về thành phố Hồ Chí Minh? A. Thành phố mười mùa hoa, tác giả Phạm Tuyên. B. Quán cà phê mùa hè, tác giả Huy Tuấn. C. Góc phố dịu dàng, tác giả Trần Minh Phi. D. Mối tình đầu, tác giả Thế Duy. 10 giây bắt đầu. Trong 4 bài hát này thì mình biết được 3 bài. Thì mình chắc gia đình mình xin chọn đáp án A. Đáp án đầu tiên của anh chị lựa chọn là đáp án A, thành phố 10 mùa hoa, đúng không ạ? Dạ. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Bây giờ mình đã có 10 điểm. Anh chị muốn đi tiếp hay sẽ dừng lại để bảo toàn điểm số của mình? Đi tiếp. Rồi, hai vợ chồng quyết định đi tiếp. Đi tiếp. Và chọn đáp án là đáp án C, góc phố dịu dàng. Dạ, anh hát thử được không ạ? Hỡi góc phố dịu dàng, từng hàng mai anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều. Oh, liên quan tới cây kem rồi đó con. Và đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Nhà mình cũng ghi được 20 điểm. Như vậy là hai gia đình đều ghi điểm tuyệt đối ở câu hỏi thứ hai. Và đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho cả hai nhà chúng ta. Ở câu hỏi này, chúng ta có tất cả là 3 đáp án đúng lần nha. Vẫn như thế, tìm từng đáp án đúng một. Và mỗi lần đúng mình sẽ có 10 điểm. Nha, của Suri và Suka. Hai chủ đề đó là động vật và truyện cổ tích. Các con thích ba mẹ trả lời chủ đề nào hơn? Dạ động vật. Ừ. Sao vậy? Còn truyện cổ tích thì sao? Dạ tụi con trả lời. Hay ghê không? Dễ sợ không? Bấm nút chọn động vật. Câu hỏi chủ đề động vật. Loài vật nào dưới đây từng là đặc sản tiếng vua của người Việt xưa? A. Cá anh vũ. B. Ngán. C. Chim sâm cầm. D. Gà chín cửa. 10 giây bắt đầu. Chim sâm cầm, 3 đáp án. Trả lời C hay là gà chín cửa? Hết giờ. Mình lựa chọn đáp án đầu tiên là gì? Đáp án đầu tiên của gia đình là C. Đáp án C, chim sâm cầm. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Chim được gọi tên sâm cầm bởi chim ăn nhiều sâm quý trên núi. Vì thế, thịt chim cũng được coi là vị thuốc đại bổ, được chế biến thành nhiều món cầu kỳ phục vụ cho các vua. Ba mẹ biết thì ba mẹ mới đi tiếp nha. Okay. Như vậy là nhà mình đã có được 10 điểm đầu tiên. Nhà mình sẽ đi tiếp hay dừng lại? Dạ. Cô chị của vừa mới nhắc đó, biết mới đi tiếp nha. Dạ, đi tiếp anh. Đi tiếp. Đáp án tiếp theo là gì? Đáp án tiếp theo là cá anh vũ ạ. Cá anh vũ là câu trả lời chính xác. Yeah. Trong những cái loại đặc sản tiếng vua quý hiếm bậc nhất phải kể đến là loài cá anh vũ. Cá có thịt trắng chắc và thơm ngon, có tác dụng bồi bổ cơ thể. Mình đã có 2 đáp án đúng rồi, 20 điểm rồi. Giờ làm sao ạ? Dạ dừng ạ. Hay dừng lại? Dạ dừng lại ạ. Dừng lại. Dạ không, dừng lại. Có hối tiếc không? Dạ. Yeah. Đó, theo ý của hai cô công chúa là nếu mà mình biết thì mình hãy đi tiếp. Còn này thực sự là tới đây là bị không có dữ liệu nữa rồi. À, anh chị đã quyết định dừng lại giữa hai đáp án ngán và gà chín cửa. Anh chị không thấy mình có một cái dữ liệu nào sao? Dạ thường thì thấy hình như gà chín cửa là nhưng là một cái con vật ở trong truyền thuyết thì phải. Đúng là cái con vật này á, mình biết đến nó nhiều nhất là trong cái chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, đúng không? Dạ. Nhưng mà thật ra nếu như sau này mà chúng ta có xem trên báo á thì cái con vật này nó không phải nằm trong truyền thuyết mà nó có thật ở ngoài đời. Dạ. Và cái con gà chín cửa này, cái chân của nó rất là to, cái da, cái vảy nó rất sần sùi và nó có 9 cái cửa.
Dĩ nhiên chính cái cửa đó nó không phải đều y như trong truyện người ta vẽ đâu. Và đáp án còn lại đúng của chúng ta là đáp án D, gà chính cửa. Còn ngán là một loài hải sản nổi tiếng, đặc sản của Hà Long. Như vậy là nhà mình ghi được tổng cộng là 20 điểm cho câu hỏi thứ ba của vòng này. Cơ hội cho gia đình của chúng ta nha, Su Su và Bin. Ba mẹ cố là, ba mẹ cố là. Hai chủ đề dành cho nhà mình đó là sức khỏe và điện ảnh. Hai con muốn ba mẹ trả lời chủ đề nào? Dạ, sức khỏe. Bấm nút chọn chủ đề, sức khỏe. Câu hỏi như sau. Theo kinh nghiệm dân gian, nguyên liệu nào sau đây được sử dụng để chữa bệnh nhiệt miệng? A. Mật ong. B. Rau ngót. C. Củ cải trắng. D. Khoai lang. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Đáp án đầu tiên của nhà mình là gì ạ? Đáp án đầu tiên của bên em là mật ong. Đáp án đầu tiên, mật ong. Khi mà bị nhiệt miệng mà chúng ta hay nói là bị lở miệng hoặc là nổi đèn á, thì chúng ta dùng mật ong như thế nào ạ? Dạ, theo em thì em thấm một miếng rồi một cái giống như cái gạt vậy đó, rồi rơ lên chân. Rơ lên lưỡi hoặc là rơ lên cái vùng miệng, miệng đúng không ạ? Đây là câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Nhà mình có 10 điểm rồi nha. Bây giờ sao? Đi tiếp hay dừng lại? Đi tiếp, ba ơi. Đi tiếp. Dạ, đi tiếp. Chắc chắn phải đi tiếp thôi. Không thể quay đầu nữa rồi. Đáp án tiếp theo là gì? Dạ, đáp án thứ hai là rau ngót. Rau ngót thì chúng ta sẽ rửa sạch. Chỉ lấy lá, giã nát, ép lấy nước cốt, hòa với một ít mật ong. Rồi cũng dùng bông bôi vào cái chỗ sưng đau lở loét. Một ngày bôi từ 2 đến 3 lần chúng ta cũng sẽ làm giảm được cái bệnh nhiệt miệng này của chúng ta. Câu trả lời chính xác, chúc mừng. Yeah. Có thêm 10 điểm nữa là 20 điểm. Đi tiếp. Bây giờ sao? Đi tiếp. Chắc chắn phải đi tiếp phải không ạ? Dạ. Đi tiếp. Đáp án cuối cùng là gì? Ở giữa của cái trắng với khoai lang. Khoai lang. Khoai lang. Và khoai lang là đáp án không chính xác. Củ cái trắng chúng ta giả của củ mà còn sống á, lấy 300g ha, giả ra, vắt lấy nước, hòa thêm một ít nước lọc, súc miệng ngày 3 lần, dùng 2 ngày thôi là khỏi. Bất ngờ quá đúng không ạ? Rất tiếc là với cái câu trả lời cuối cùng mình đã chọn sai, mình không có điểm trong câu hỏi này. Thưa quý vị, kết thúc vòng thi thứ hai, điểm số 2 gia đình như sau. Gia đình của Su Su và Bin được 50 điểm. Gia đình của Suka Suri 80 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với gia đình Su Su và Bin tại đây. Hai con sẽ có một phần quà trị giá là 3 triệu đồng nha. Thử xem coi có phần quà nào. Các con sẽ được lựa chọn một trong hai. Đó là một mô hình Batman và hai bộ màu vẽ. Các con thích quà nào hơn? Hai bộ màu vẽ. À đúng rồi, chọn hai bộ màu vẽ đi. Hai chị em chia ra mỗi người một bộ. Bấm nút chọn hai bộ màu vẽ. Chúc mừng hai con với phần quà dễ thương từ chương trình. Và cảm ơn anh chị đã đến tham gia Con Biết Tuốt ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy là gia đình của Suka và Suri là gia đình chiến thắng ở vòng 2 sẽ bước vào vòng đặc biệt, vòng hấp dẫn vô cùng của chương trình chúng tôi. Nhưng mà vòng thi này sẽ được diễn ra sau ít phút nữa. Quý vị đừng rời khỏi màn hình nha. Con Biết Tuốt, một sân chơi tương tác giữa các con với chính bố mẹ của mình. Những chia sẻ hài hước, ngộ nghĩnh và đầy bất ngờ của con trẻ sẽ lộ những bí mật của các ông bố bà mẹ. Truy cập website www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia chương trình, hoặc email về địa chỉ conbiettuot@gmail.com hoặc gọi đến hotline 0979 493 293 để được hướng dẫn thông tin chi tiết hơn. Con Biết Tuốt luôn chào đón tất cả các gia đình trên mọi miền tổ quốc. We'll be right back.